Tôi review vừa mở về một ngôi nhà khá là ngon anh chị, trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh này. Mời anh chị đi theo em tham quan nhé. Ngôi nhà của chúng ta cách mặt tiền đường Điện Biên Phủ chỉ vài chục mét mà thôi. Xe hơi có thể đổ cửa. Ngay sau lưng trường Đại học Hồng Bàng, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Một ngôi nhà vừa kịch cỡ 4 tầng, 1 trệt 3 lầu, với chiều ngang lên đến gần 8 mét. Giá hiện tại chỉ có hơn 7 tỷ mà thôi. Ngay sau lưng Đại học Hồng Bàng, trên con đường Điện Biên Phủ phồn hoa, hẹn trước nhà ô tô đỗ, ngôi nhà 4 tầng đang chào đón. 4 tầng 1 trệt 3 lầu cao, ngang lưng ấy phải nằm đẹp hiếm thấy nào. Cải tạo ô tô vào thật chế, ngôi nhà này đầu tư không hề phí, phù hợp cho văn phòng công ty hay nơi ở yên bình thật lý tưởng. Mỗi tầng lâu thiết kế khác biệt, ba phòng ngủ ba phòng tắm thật tuyệt. Tầng thượng ngắm nhìn trời cao, giá trị hơn 7 tỷ thật là bao. Ngôi nhà này cơ hội vàng, ở và đầu tư không còn gì lo lắng. Hãy đứng xem đừng chần chừ, nhà rộng sang đời ước mơ chờ. Đầu tư hôm nay tương lai tươi sáng, ngôi nhà này sẽ mãi bên ta. Anh chị thấy ngôi nhà này như thế nào, có đáng để quan tâm hay không? Hãy để lại phần bình luận bên dưới nhé. Tôi review ngôi nhà hợp duyên dành cho bạn.